Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay chúng tôi quay video clip đây đang đợi anh nghệ nhân của làng nghề đang chỉnh sửa cái khuôn mặt của pho tượng ông Phúc đông con nhà cháu gồm có 5 đồng tử. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây. Chúng tôi đang trực tiếp giám sát anh công nhân này để chỉnh sửa sao cho khuôn mặt của ông nhìn phải có hồn. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Đây là tổ thợ chuyên đục tượng của chúng tôi. Thực sự ra là để kiếm được một cây gỗ lành lặn như này thì nó là rất chi là hiếm. Cây gỗ này chúng tôi chiều ngang, pho tượng này chiều ngang là 80 phân và chiều cao 35 phân, chiều sâu 35 phân. Đó, gỗ liền khối, 100% là gỗ hương đá được mọc từ núi đá được chúng tôi khai thác trên các vách đá của nước Lào, gỗ rất cằn cỗi và chắc lịch. Đây quý vị đang thấy đây, tôi sẽ là người trực tiếp giám sát công nhân làm nốt công đoạn khuôn mặt, bởi vì các cái pho tượng này những người đục khuôn mặt là người phải được phong danh tặng nghệ nhân, không phải thợ nào cũng được được. Đây quý vị đang thấy đây. Đây, quý vị đang ở trên màn hình này rất chi là đẹp. Hôm nay 14 tháng 8 năm 2016, tôi đang trong quá trình hoàn thiện cái pho tượng ông Phúc đông con nhiều cháu này gồm có 5 tiểu đồng tử, đây người thì trẻ con ôm các đồng tiền và cái chung là rất có ý nghĩa. Quý vị có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại ghi ở góc phải góc trái màn hình 0967110389 hoặc 0972770888 để hoàn thiện nên pho tượng đẹp như này. Chúng tôi yêu cầu các thợ lành nghề mang các danh hiệu nghệ nhân của các làng nghề. Quý vị đang thấy đây, gỗ thì trực tiếp mình đưa đi xẻ cho thợ làm, rất đẹp khi nhìn một khuôn mặt thấy khoan khoái sảng khoái rất nhiều. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Thành luôn chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý vị có thể xem một số hình ảnh pho tượng khi chúng tôi đã hoàn thiện đây, rất chi là đẹp. Hôm nay 14 tháng 8 năm 2016. Xin trân trọng cảm ơn.